Vậy kiểu gì? Đi tiệm. Đi đâu? Đi mua hết cào vô bút chân. Đi mình đi trời. Kêu ai? Nói đàng hoàng. Ai? Nói lớn lên. Trên Quang. Anh Quang lần nào vậy? Mày đúng không? Mày kia đi kìa. Đi. Đi. Đó. Tao đang với phim lại mà. Đi mà. Đi mà. Ê, này dám lèo mày, dám chụp mấy ảnh luôn mày. Nó phóng lên kìa. Nó giống chơi game không mày? Chúng ta mày.